Xin kính chào anh em đã đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Và trong video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ về một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với cái dòng Pioneer VSA AX2 AS. Thì như anh em đã biết, đối với những cái dòng âm đi đa kênh, nếu như chúng ta không cài đặt và điều chỉnh đúng thì nó sẽ không mang được cho chúng ta những cái chất âm như mong muốn. Tức là nó sẽ volume nó sẽ rất là yếu, công suất yếu và sẽ không phát huy được cái chất âm của nó, bởi vì những cái dòng này thì nó sẽ có hỗ trợ chỉnh equalizer khá là hay, nó sẽ tăng lên cái chất âm rất là nhiều. Về sử dụng nha anh em, thì đây là nút tắt mở nguồn và đây là nút điều chỉnh ngõ vào nha, và đây là volume. Một số cái chức năng bên ngoài như là nút pha control, điều chỉnh pha MCACC, đây là chỉnh bộ nhớ equalizer nha. Nó sẽ có tổng cộng là 6 bộ nhớ. Đây là các chế độ âm thanh auto surround và trực tiếp nha. Nút home tx cũng là chế độ âm thanh, standard surround cũng là các chế độ âm thanh, advanced surround. Thì với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta một cái chế độ nghe nhạc và xem phim, và đặc biệt là chế độ nghe nhạc bằng 7 kênh loa khá là hay. Thì ở đây nó sẽ là nút advanced surround nha, anh em sẽ nhấn nhiều lần thì nó sẽ tới cái mục là 7 xe stereo. Thì với chế độ này ta có thể nghe nhạc bằng 7 kênh loa khá là hay, và một số cái chức năng cài đặt bên trong. Và với cái dòng Pioneer AX2 AS thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái cổng HDMI, và khi chuyển sang HDMI thì cái ngõ vào cái đèn đỏ thì nó sẽ chớp nha, khi mà tín hiệu nó dừng lại, tức là nó đã nhận được cái tín hiệu từ cổng HDMI nha. Và cái cổng thứ hai đó là cổng cổng quang, thì em đang kết nối vào cái ngõ là SAT nha. Và tiếp theo nữa là cái ngõ cổng vào CD là cổng analog, thì chút nữa em sẽ test cái ngõ vào. Và tiếp theo em sẽ hướng dẫn em về cái cách để mà cài đặt nha. Sẽ nhấn setup nha. Để cài đặt loa, đầu tiên là ta phải cài đặt trước nha. Phải di chuyển xuống tên là số 5 nha, một số 5, menu speaker setup nha. Nhấn enter speaker set nha. Rồi thì ở đây nó sẽ hỏi chúng ta là lựa chọn mũi tên trái phải để lựa chọn là loa lớn hoặc loa nhỏ, ta lựa chọn loa lớn nha. Tiếp theo loa center cũng vậy nha, lựa chọn loa lớn. Và loa surround cũng lựa chọn loa lớn, bởi vì khi mà lựa chọn loa lớn thì nó sẽ phát huy hết đầy đủ tất cả những cái bass, chép, mid, nó sẽ phát huy tối đa cho loa lớn. Nếu mà loa của chúng ta là loa nhỏ thì ta chọn là loa nhỏ nha. Và chọn là lát nhân 2 loa nha. Và ở loa sub thì ta chọn là plus thì nó sẽ mới sub sang cái tín hiệu cho loa sub nha. Rồi, ta nhấn trở ra tới cái mục là CH level, đây là mục để tăng cái volume từng cái loa lên nha. Ta sẽ giảm cái volume và tăng cộng 10 nha. Thì ở đây em đã tăng tất cả lên cộng 10 nha. Rồi, như vậy là đã tăng cái volume từng cái loa xong. Lúc này nó sẽ nạp vào bộ nhớ của máy nha. Và ta nhấn trở ra, ta trở về cái mục số 3 nha, menu MCACC, đây là một điều chỉnh equalizer bằng tay nha. Thì hiện trở ra. Ta di chuyển xuống cái mục là equalizer adjust nha. Thì hiện tại là em đang ở vị trí là bộ nhớ equalizer số 1 nha. Nhấn enter thì lúc này nó sẽ nạp cái dữ liệu từ bên trong máy. Cho nhấn enter thì nó sẽ hỏi chúng ta tần số 63 Hz, đây là tần số bắt mềm nha. Mũi tên trái để tăng cái volume lên, mình cho là cộng 8 nha, một số 125, mình cho là cộng 7 đi, tần số 1 ký là cộng 2, 3 4,
được 7. Chính à, nó sẽ báo quá biên độ nha, ta vẫn giảm lại, ta giảm còn 800 năm nha. Rồi à, anh em sẽ nhớ lại cái số này giùm em để ta có thể điều chỉnh ở cái loa R nha. 8 7 2 3 4 7 8.5. Lúc này nó sẽ nạp cái dữ liệu vào bộ nhớ nha. Em đã cài đặt sẵn cho lo trái và lo phải, những cái lo còn lại thì anh em có thể vào trong cài đặt để mà điều chỉnh nha. Rồi như vậy là đã cài đặt xong nha, một số cái thao tác cơ bản nha. Đây là các khiển nha. Để điều chỉnh bát chép thì ở trong cái khiển nha, nó sẽ có nó trực tiếp là chỉnh bát chép luôn nha. Rồi em sẽ test một đoạn thanh để test các cổng vào luôn nha. Rồi, bấm đây, cái cổng thứ nhất đó là cổng HDMI số 1 nha. Vị trí equalizer nè, em sẽ thấy là memory một là mạnh hơn rất là nhiều nha. Cổng CD cổng analog nè. HDMI in nha, từ hợp Anabox và cổng HDMI out xuất lên TV. Đây là cổng quang, đây là cổng analog nha. Rồi nếu anh em nào chỉ có một cặp lo thì lắp vào vị trí lo phong này nha. Lo center, cặp lo surround, cặp center back nha. Rồi, như vậy là tất cả các ngõ vào hoạt động ok hết nha. Anh em nào muốn sử dụng để làm reout thì ta sẽ có cái reout đây nha, để làm giải mã DAC luôn nha. Rồi, như vậy là tất cả những chức năng đều hoạt động ok hết nha. Và trên đây là một vài thao tác về sử dụng và cài đặt đối với cái dòng Pioneer VSA AX2AS. Thì một số cái dòng nó cũng sẽ
có cái chức năng cài đặt và sử dụng tương tự, thì anh em có thể tham khảo thêm, thì nó sẽ có cái cách sử dụng là tương đương mà thôi nha. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.